Thầy xin chào anh em, hôm nay em xin hướng dẫn anh em lắp bục ron xay cho tiếng elip. Đây, hiện tại trên tay mình cầm một elip màu đỏ. Đây, mình tháo ra cho anh xem coi nha. Hàng này hàng loại 1, bao đẹp nha. Rồi, em lấy đây. Còn một cái ốc lục, một cái cờ lơ lục giác. Và một bộ ron. Đấy. Đây của nó đây, tất cả cái bộ nó. Đây, thì đầu tiên chúng ta lấy một cái ron nhỏ nhất để chúng ta gắn vào con ốc này. Đấy, trước tiên. Rồi xong, một cái ron to nhất. Rồi, xong rồi chúng ta lấy con bộ ron của cái cầu kéo. Chúng ta gắn vào như vậy. Đấy, chúng ta bỏ vào đây. Xong rồi, chúng ta gắn vào đây. Đây, ta lấy cái ốc lục giác. Đó, dặn. Dặn lại cho chặt như cái gì. Để không mà nó tuôn á. Rồi, còn con ốc 10 ly. Đấy, chúng ta vẫn bỏ một cái ron như vậy. Vào đây. Và cái con này vào đây. Xong, và chúng ta bắt vào xe thì vẫn dặn y như vậy. Rồi là nó xoay thôi. Đây, cảm ơn anh em đã xem review của shop Kenju. Đây, nó cũng khá là đơn giản. Đây. Rồi, hiện tại mình đã gắn một cái kính elip lên cái xe của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn xoay cho anh em. Đây. Nhìn từ rõ mà. Đây là cái này một cách nhìn này. Ah.